Liên quan đến vụ cháy karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương, hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khói bắt đầu xuất hiện ở hành lang tầng 2 của quán vào lúc 20 giờ 40 phút tối ngày 6 tháng 9. Chưa đầy một phút sau, khói đã bao trùm toàn bộ hành lang của tầng này. Theo công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy bùng phát do chập điện. Tới tối ngày 7 tháng 9, tổng cộng 32 thi thể nạn nhân chết mới được đưa ra hết khỏi hiện trường vụ cháy. Diễn biến mới nhất, ngày 16 tháng 9, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lê Xuân, 42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán karaoke An Phú, tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn làm 32 người tử vong. Ông Xuân bị khởi tố bị can để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, quy định tại khoản 3, điều 313 Bộ luật hình sự.